Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay có mấy em ở bên Bến Tre Mỏ Cày Nam qua bên cái tay chơi này các bạn. Thì mình sẽ quay review những xe cho bạn cùng xem thử. Đây. Đó. Thằng này ở Ngu Hiệp. Đây là mình sẽ đi thẳng từ chiếc bên đây qua luôn nha. Chiếc này thì chiếc này thấy viên xương xương các bạn. Lấy lỡ gì không hay vậy hay lỡ vậy? Truyền thống à. Chạy năm bình nha. Ê tại tại đang ngủ chưa giống á. Tôi ngủ chưa giống á. Bon ngàn, 6 cộng truyền thống. Năm bình đông quay chiếc này hứa. Có đồng hồ luôn nè. Quay im vui luôn. Chiếc này nãy hình có chạy thử không? Quay được. Chiếc này nãy mình cũng có chạy thử ngoài cũng khá nhanh các bạn. Đúng má con thấp luôn má sướng. Đâu? Nhỏ chơi con thấp rồi. Đây nè cái nón vậy. Ghê hả? Cái đeo nè. Lấy một chuyện luôn rồi. Có rồi cổ giữ zin luôn nè. Chiếc này thì độ bình với bo với lõi. Chiếc bên này. Chiếc bên này thì độ mà. Cái này có ẹt hơn nè. Dạ. 235 đúng không? 250. 250. Đây là cái mã ẹt 250 các bạn. Cái này thì nó chưa giống như cái cổ xe đạp vậy. Cổ xe đạp chứ nữa. Đúng rồi, cổ xe đạp. Cái này cổ xe đạp đó các bạn. Rồi nhỏ hồi nhỏ chị có lưỡi tóm chạy nha. Hồi hết tiền giảng bộ về đó không anh? Có điện giảng bộ về tới công chuyện như đó. Này có một cái đồng hồ bóp vôn nè, để mình đặt chìa khóa hư. Chìa khóa mất tiêu rồi. Kêu chìa bình lên hả? Ừ, xe độ dữ luôn rồi. Tới công chuyện luôn. 90V. Đây. 90V. Chiếc này đi 6 bình. Đại gia nhất tem. 6 bình. Đi cáp mà hiểu rồi. Cam này cam màu rồi các bạn. Đó. Đâu mày bán chiếc này hứa ơi. Để con ai nói dạy xem. Để. Có một số này hả? Có. Rồi vậy bật số nữa hứa ơi. Nhìn cái chắc nha. Rồi xe cốp rồi, xe cốp rồi mình này, xe cốp rồi. Xe cốp rồi. Rồi hết ra vậy á. Rồi để. Bị gì á? Xe cốp, lại cốp. Ai. Ê, hay lại giờ để xe ngang chỗ sáng ra. Thì để xe ngang chỗ sáng. Ừ, quay xe ngang chỗ sáng. Quay xe ngang ngang chỗ sáng ra đây nè. Quay xe chỗ ngang đây nè. Ngang ngang hả? Quay sáng hả? Thấy người tới. Cái gì hả? Thì mình kêu mấy em này quay xe ngang ngang ở chỗ sáng các bạn. Trời, hình thấy trong đó quay thì nó hơi tối xíu nha. Nãy xong luôn. Trong này nó hơi thiếu ánh sáng nè. Quay ngang này chạy khá sáng nè. Ok luôn. Full sáng luôn. Nè, mấy xe đứng ngay nè. Thì chiếc này nãy nó bị giống như nó bị đờn sao? Ủa, có ăn chip chưa? Gắn chip cũng bị đờn hả? Trời ơi, chạy kìa. Chạy thối tiền kìa. Cái này nó đang tại đang test xe thử. Tới chiếc này các bạn. Biết không? Má nhúng hết tiền luôn nè. Nhúng cái nhà tới sáng rồi. Chiếc này 6 bình. Chiếc này hạ ti luôn hả? Hạ ti quay bánh xương xương hồi nãy bị cái bánh nãy nó bị đờn. Ồ có hai dàn ốc titan hai bên nè. Titan G5. Ủa bua hắn trước đâu vậy? Bluetooth nữa hả? Thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái dây cũng có một tụ bự mới gắn nè. Tụ bự mới gắn nè bạn. Tụ này trăm mấy volt nè. Tụ Bluetooth luôn. Ủa, phụ cái gì gút? Anh đủ rồi, phụ cái gì gút luôn anh? Hai bên luôn. Giải chưa hai á. Hai bên luôn. Phụ gút hai bên luôn tới công chuyện luôn rồi. Bữa nào nó xuống cái gì xảy ra nè? Xe này đang chạy bô đen nè các bạn. Bô đen. Không. Ở bên. Giờ nó không vậy. Bánh xệ lên gáp lại tiếp vậy. Này đi lỡ mấy cộng? 10.
10 cộng. Bộ số như A ta? 90. 90A. Đồng hồ tay thắng. Cuộc hạ xương xương. Cái chiếc này thì dàn đầu thì đi di động 5 khúc màu đỏ. Đây. Tôi cũng có một cái đồng hồ Casio nữa bạn. Đồng hồ hứa mình gắn nè. Mình gắn đồng hồ. Rồi cái này thì thôi mình bỏ túi này các bạn. Đây là chìa khóa, bật chìa khóa lên nè. Có đồng hồ giống kìa. Nhỏ hết tiền 2.3 ở nhà. 79V, cái này màu đỏ nè. Cái này gắn hai con ốc titan nè. Còn ở ngoài sao da hả, trong con titan. Nhìn cũng khá ok bạn. 6 bình. Hồi nãy chiếc này cũng có lên con tủ nữa bạn. Con tủ bự 125V, 10.000 quét. Bình nhám luôn hả? Bình nhám thịnh luôn. À ok. Thì có thịnh ra nha các bạn. Hồi nãy anh Thịnh đang sửa xe ra kịp. Đây chạy ra luôn kìa. Đó thì chiếc này hồi nãy cũng có lên một con tủ. Ủa con tủ bỏ đâu rồi? À, đây tủ nằm đây. Đây tủ nằm đây các bạn. 125V, 10.000 UF. Khá là mạnh nha. Dừng đang quay luôn nè. Vô luôn Thịnh. Đổi xe quay nè anh. Ê, quay hồi em tắm xong cương xương cái đi. Đụng kia không anh ơi, đụng ơi. Tắm xong mát quá anh ơi. Lớp lớp ra lửa nữa. Đang quay chưa? Đang quay nè. Đang quay với xe chiếc này thử coi. Lớp lớp ra lửa. Lửa rồi. Rồi. Kêu nè. Lỗi mấy cộng? Lỗi 6 cộng truyền thống. Lỗi 6 cộng truyền thống. Lỗi 6 cộng truyền thống. Có một tụ. Có làm tụ mới đấu truyền thống gì á? Gì vậy? Tụ mới đấu mà anh nói gì á? Nãy em phong lỏ đấu các bạn. Phong lỏ hoài. Má đi mà cũng phong lỏ. Sáng sáng giờ qua lâu không? Dạ cũng lâu anh. Dạ 4 tiếng à. Dạ. Qua 3-4 tiếng rồi. Qua vui không? Dạ vui. Chiếc cá mà nè các bạn. Đây chế chiếc này nha. Chiếc này thì có một cái dạng phuộc rồi các bạn. Phuộc này có ẹt, phuộc ẹt nè. Bánh hồng. Anh đù cái cầu kia lỗi. 6 bình. Bohumi. Xe xịn này, xe này có gắn bội nè mà anh. Thì cho mỗi cái dây xì tin luôn, ai uống xì tin không? Ai uống xì tin luôn nè. 6 bình. Ê, đâu em quay với xe chiếc này thử coi. Lên được không? Ồ, em ru rồi. Ghê gì lỗi gì, không hạn gì mà chạy em ru ta. Ghê ta. Đang chạy đó, bị đổi gì nè. À, tháo cái gì hả? Chiếc này thì quay gọi. Chiếc này quán quay gọi bạn ơi, quên. Tới chiếc này. Có bản titan anh chứ luôn nè. Xe hôm đây. Đi chọn luôn. 6 bình luôn. Có điên luôn. Ốc titan gần 5 luôn. Đâu đem thế nào. Đây là phuộc nitron này các bạn. 5 bình luôn. Nitron. Đúng bình các bạn. Nitron đây là tán titan nữa các bạn. Đây tán titan nè. Đây. Đây. Đây 4 bình là xe này là không nhớ không làm cố cái. Cái em mà nấu xanh này các bạn. À, xe này của em này nha. Đi từ bên kia qua bốn mấy năm cây đó. Chiếc này em đi lỗi mấy cộng? Dạ lỗi 7 cộng. Gì không nổi đâu, cái xe rớt xong cho cha. Dạ lỗi 7 cộng thì không. Lỗi 7 cộng thì không. Bo nhiêu quá? Dạ bo 1.500, bo đen. 1.500 bo đen. Thì em này mới lên con tủ 225V giống hồi nãy em quen các bạn. Trong đây nha. Cái của Khang này thì đi 5 bình nha các bạn. Đào quay chiếc này thử coi. Đó. Đây là 5 bình. Xe này xe tâm thu nha. Im ru hả? Quá im luôn. Quá im luôn các bạn ơi. Đâu em quay cũng theo cho mọi người nghe tiếng. Đi mình lọt ở đây các bạn. Đi xa vậy em không sợ hả? 79V. Tại đi chung mấy bạn ha. Đi chung mấy bạn thì có gì mấy bạn kệ về cho không sao đâu. Tiếng này các bạn cũng lật lắm nha các bạn. Tới mình quay chiếc của em này các bạn. Em này không biết của xe nào nè. Đâu rồi mất tiêu rồi. Ở đây của em hả? Chiếc này.
Cô áo vàng hả? Chiếc này của em hả? Ba tháng rồi, ba cũng từ như thời tháng giờ. À, đủ ra chế độc với hả? 6 bình nha các bạn. Ê, không biết có cái bình đâu nè. 4 bình. Không, 6 bình à. Thôi cô. Cái này độ cũng xuyên xương các bạn. Ở chế này em chạy lên mấy cộng? Xe này của em 5 cộng. Có bài gì không? Có. Bài gì? Đây, để em kêu em nó quay chiếc bánh thử các bạn cho thử. Thôi, chiếc này thử đây. Bộ đen. Bộ đen nha. Bộ đen em á. Chạy cũng khá là em. Chế này của em này. Đâu em quay bánh rồi nha. Rồi. Ủa, bò này nhiêu quá, tại gọi cái cục dài. Ngàn rưỡi quá. Bên đây. Chiếc này của em nào nhìn căng đét đó các bạn. Của em hả? Dạ của em. Của em hả? Chúng tem quá ngày nào. Chúng tem luôn. Hồi nãy nhìn chiếc này nãy mới là bộ số này các bạn. Các bạn thấy gì lỗi đi 6 cộng luôn nè. 3 cộng số, 3 cộng gì Jin. Đây có một chiếc bộ số này các bạn. Đây. Xe này em độ lỗi được sao? Dạ, lỗi 7 à. Lỗi 7. Dạ, bo 1.500. Dạ. Lỗi 7 bo 1.500. Đây dàn trước này các bạn, đi di đông 2 khúc. Có gắn một số ốc titan trang trí nha. Đây. Kiến nè. Đèn trước bắt luôn nè. Wow. Giờ đường nãy tại đường đang làm thôi. Dù có về độc không anh? Về chế vậy mà. Đâu quay bánh chứ này em chạy chạy Vin trước rồi bật bộ số thử coi. Nó có khác nhiều không? Vin thủ phụ đi cho. Chạy Vin trước đi. Vin rồi. Rồi, bật bộ số thử coi. Anh đụng gì vậy? À bây giờ. Nó hơi đợn chút xíu nha. Không mà tại quay tua trên đường chứ chạy lộ nó không đờn. Dạ, đúng rồi. Cái này giống như nó bị quá tua các bạn, nhưng mà chạy trên lộ à nó không bị đờn nghe, được trên lộ nó không có tăng tua tới cái đó, nó không có đờn. Tôi coi mới. Tăng tua chiếc này thôi. Mấy em này thì qua hồi sáng các bạn, đi hồi 6 giờ sáng mà hồi nãy mấy giờ tới đây ta? Dạ 10 giờ. Vậy là đi tổng cộng đâu cũng gần 4 tiếng các bạn. Đây xe của Tâm Gia Trai các bạn. Ai? Xe của Tâm Chia Chai ở đầu Mỗi Ngày Nam. À, chủ nhớ Mỗi Ngày Nam ở đầu của Tâm. Cái này với lỗ động cơ là 6 cộng truyền thống. 6 cộng, 7 cộng mà anh ơi, 7 cộng chứ. 7 cộng truyền thống, 7 cộng bộ số mà anh ơi. 7 cộng bộ số. Chiếc này có đo hỏi chạy được nhiêu không? Dạ. Chiếc có đo hỏi chạy được nhiêu không? Dạ, bữa đo là chạy được 8 mấy anh. 8 mấy hả? Dạ. 6 bình chạy được 8 mấy các bạn, bộ số luôn nha. Đông làm 88. Ê, cái bước, cất xe tao mà ảnh như mày. Xe tao. Tới ông chị luôn rồi. Đụng cái đó. Thì quay xong hiện hồi mấy em nó về chấm chớp mà tại về bển 4 tiếng. Bây giờ là cũng mấy giờ ta? Cũng 2 giờ mấy rồi. 2 giờ rưỡi rồi về bển cũng cỡ 6 rưỡi 7 giờ tới bển nè. Thì qua đây tổng cộng nhiêu chiếc nè? 7-8 chiếc à. Qua cũng 7-8 chiếc để mình chụp hình nhớ các bạn. Rồi bây giờ quay xong rồi có anh em nào muốn tắm xong nè. Anh em nào tắm xong không? Anh em tắm xong nè. Chiều lên lết nha anh Bình. Ok. Ok anh. Có anh em nào muốn tắm xong không? Ai phong lỏ tắm xong không? Bơi. Dân miền Tây nó không biết bơi. Không biết quê chết rồi ông anh ơi. Lĩnh ngồi quay các bạn. Hồi nãy ảnh đang sửa xe chạy ra trước nhà ảnh ra tới nha. Thì mình xin kết thúc clip tại đây các bạn ơi. Các bạn ấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Tạm biệt tất cả các bạn. Qua bển hơi xa các bạn. Giờ bển cũng cỡ 6 rưỡi 7 giờ giờ tới bển nè. Đây là 1 2 3 4 5 6 7 7 chiếc các bạn. Qua đây 7 chiếc. Bảy chiếc rồi. Ok 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 yeah. Rồi chạy tự nha. Rồi về đi.